Tô Hữu Bằng để lộ ảnh người vợ giấu kín nhiều năm, nhan sắc đỉnh hơn cả Lâm Tâm Như, Triệu Vi. Sự nghiệp hoành tráng, tài sản tiền tỷ, nhưng đến giờ Tô Hữu Bằng vẫn chưa thông báo kết hôn. Ở tuổi 50, nhiều người lo lắng vì anh mãi chẳng chịu yên bề gia thất. Tuy nhiên mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh được cho là vợ của nam diễn viên. Một số người nổi tiếng thích phô trương và một số khác lại thích kín đáo. Nhiều người nổi tiếng đã bị công chúng và truyền thông làm phiền sau khi chuyện gia đình của họ bị phanh phui. Vì vậy, không ít nghệ sĩ thích giấu giếm chuyện riêng tư. Họ không bao giờ phơi bày hoàn cảnh gia đình của mình với mọi người vì sợ người nhà sẽ bị tổn thương. Trong số đó có Tô Hữu Bằng. Theo truyền thông Hoa ngữ, nam diễn viên Hoàng Châu Cách Cách đã kết hôn nhiều năm, nhưng chỉ có một số người trong giới biết thông tin gia đình của anh. Cụ thể, suốt nhiều năm qua, nam diễn viên không hề công khai chuyện tình cảm. Trong khi đó, những đồng nghiệp đóng chung Hoàng Châu Cách Cách như Triệu Vi, Lâm Tâm Như đều đã lập gia đình và sinh con. Điều này khiến cho nhiều người hâm mộ vô cùng lo lắng cho hạnh phúc của Tô Hữu Bằng. Sau thành công của Hoàng Châu Cách Cách và Tân Dòng Sông Ly Biệt, mọi người đều nghĩ rằng Tô Hữu Bằng sẽ thành đôi với Lâm Tâm Như hoặc Triệu Vi. Nhưng sau này phát triển, chúng ta đều biết rằng họ chỉ là những người bạn rất tốt của nhau. Suốt nhiều năm qua, đa số nghĩ rằng Tô Hữu Bằng vẫn độc thân kể từ khi ra mắt. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Theo một số nguồn tin nói rằng Tô Hữu Bằng đã từng hẹn hò từ nhiều năm trước, nhưng vì nam diễn viên rất kín tiếng nên không công khai chuyện tình cảm, chỉ có bạn bè và người thân xung quanh anh ấy biết. Thực ra, vợ anh ấy cũng rất quen, vốn là trợ lý thân cận của nam diễn viên tên là Amy, cô ấy chính là người âm thầm giúp sức cho Tô Hữu Bằng suốt nhiều năm qua. Có thể thấy Tô Hữu Bằng đã trải qua thời kỳ đỉnh cao trong diễn xuất kể từ khi ra mắt Hoàng Châu Cách Cách và Tân Dòng Sông Ly Biệt, là đỉnh cao sự nghiệp của nam diễn viên. Nhưng trong vài năm sau đó, sự nghiệp của anh ấy Tô Hữu Bằng không tiến triển, có thể nói là thời kỳ sa sút. Mà cho đến mấy năm nay, anh ấy mới dần hoạt động tích cực trở lại trong làng giải trí, tham gia các chương trình tạp kỹ nổi tiếng. Theo nguồn tin tiết lộ rằng trong suốt thời gian khó khăn đó, Amy đã ở bên Tô Hữu Bằng mọi lúc, cùng anh trải qua bao thăng trầm, hai người hỗ trợ nhau trong công việc và cũng âm thầm nảy sinh tình cảm. Và mối quan hệ của cả hai cứ vậy được họ duy trì trong im lặng suốt thời gian dài. Hơn nữa, vì không muốn bạn đời bị làm phiền, nam diễn viên Tô Hữu Bằng cũng quyết định không công khai cuộc hôn nhân. Nhiều người bày tỏ vui mừng khi biết tin Tô Hữu Bằng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của chính mình. Tuy nhiên, phía tài tử 50 bác bỏ tất cả tin đồn trên. Phòng làm việc của anh nhấn mạnh tin đồn bí mật kết hôn là giả, thà ăn bánh ú hơn là ăn dưa bở Tết đoan ngọ vui vẻ. Đại diện Tô Hữu Bằng biết, được biết tại đất nước đông dân nhất hành tinh, ăn dưa là tiếng lóng ám chỉ dạng tin đồn trôi nổi trên mạng xã hội không có căn cứ. Trước đây Tô Hữu Bằng cũng từng phủ nhận Amy là bạn gái của mình. Trước đó, trong một bài phỏng vấn, ngôi sao điện ảnh xứ đài thổ lộ: "Tôi không lên kế hoạch cho chuyện lập gia đình bởi tôi luôn tin duyên phận là do trời định. Nếu gặp được người phụ nữ thích hợp, nhất định tôi sẽ kết hôn. Nhưng thú thật, tôi cũng sợ cuộc sống gia đình khi chứng kiến bạn bè xung quanh lập gia đình rồi lại ly hôn. Đôi lúc tôi lại thấy sợ." Tô Hữu Bằng năm nay 50 tuổi, anh ghi dấu trong nhiều lĩnh vực ca hát, phim ảnh và nhà sản xuất. Năm 1998, Hữu Bằng trở thành cái tên nổi tiếng khắp châu Á với vai Ngũ A Ca trong Hoàng Châu Cách Cách. Một số tác phẩm khác của anh cũng nổi bật như Tân Dòng Sông Ly Biệt, Ý Thiên Đồ Long Ký, Dương Môn Hộ Tướng, Phong Thanh.